Hello, xin tổng chào cả nhà, chào cô chú, anh chị và các bạn đang xem. Đây là cái món lẩu hải sản nha cả nhà. Lẩu hải sản của mình gồm có nè, dò diên nè, bắp nè nha, bò dò diên và mực, tôm, cá hồi, nấm kim chi, tôm. Ngon lắm cả nhà, đặc biệt là rau nè cả nhà thấy không? Rau muống, bắp chuối, này cải nè cả nhà. Rau muống, rồi có rau cần ống nữa. Rau cần ống, đặc biệt là mình ăn chấm với nước mắm cay này cả nha. Quá hay, quá hấp dẫn. Đây, hai cái xoàn lẩu nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha cả nhà. Lẩu này là lẩu hải sản, này là lẩu chua cả nhà. Mình ăn mình để lên trên bếp ga cho nó sôi ụt lên. Trời đang mưa này, ăn cái này chắc bá cháy luôn. Đây, một món lẩu hải sản nha cả nhà. Đang luộc là đồ lòng bò nha cả nhà. Đồ lòng bò chuối chát. Đây, chuối chát đã sắt rồi. Cả nhà thấy ngon không cả nhà? Đây là bò dò diên nè. Bò dò diên bắp. Mình nấu nước. Ở đây có xương nữa nè cả nhà. Đó, nước nước lẩu có xương nha. Trời mưa mình ăn cái này mình chan với mì gói vô trụ nó ngon lắm cả nhà. Có tôm, cá hồi, út thích ăn nhất là cá hồi nè cả nhà. Cá hồi nấu lẩu chua rất là ngon luôn. Tôm, mực, rau, chủ yếu là ăn rau cả nhà, ngon lắm. Hello cả nhà nha, bữa nay chúc mừng sinh nhật happy birthday của mỹ nhân nha cả nhà. Đây happy birthday chú Chu nha. Đây món lẩu hải sản nha cả nhà. Quen rồi, bé Đạt ơi, chào khán giả bé Đạt ơi. Con chào ông bà cô chú. Ờ, bé Đạt cưng lắm. Rồi, bé Đạt chào ông bà cô chú. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn cả nhà, chúc mừng sinh nhật mỹ nhân nha. Chỉ mấy món đơn giản thôi nha cả nhà. Đây là bạn bè không nha cả nhà đó. Ồ, mẹ chào khán giả đi. Chào khán giả nè. Đó là mẹ bé Đạt là quen thuộc quá với trên kênh. Rồi ồ, ba bé Đạt nữa phải không? Ờ, giới thiệu. Ồ, rồi đây anh gì nè bé Đạt, anh gì? Ồ, ba Thiên để chơi chú Nghĩa. Ai nè? Dì Nai nè, chú Lực ơi, dì Nai nè, ông Ngô Công Hân. Chú Ngô Công Hân ơi, có dì Nai nữa kìa nha, dì Nai người bấm điện thoại nè. Đẹp quá. Mời cả nhà nha, cả nhà xem video nhớ cho một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ nha, để kênh của mình được ngày càng phát triển hơn cả nhà ơi. Superman. Bé Đạt. Đấy hả Phương, nghỉ ơi, tắt ơi. Thế rồi quay chạy. Chạy. Trời mấy người mà ban đầu mắc cỡ tới rồi cái khoái cái vô trường hình thấy á, kiếm coi có thấy mình không á, thiệt á. Ủa sao lên này xong thấy ta mình được lên thấy Phương Hằng. Thấy Phương Hằng với Phương. Ê, con nữ đọc ở lại nước đó. Bấy con ngay chỗ đó. Nước lát đi vô trong đại dạng. Đấy, vô té. Nắc lên lên thấy Phương. Thầy quay cái chạy con kia. Phương chạy mất rồi. Mất, thầy Duy. Gì vậy? Thiên bỏ em sợ hơi nắc bên đó gì vậy? Ai vô nữa? Thì em bay thưa kìa. Chạy quay đi vô. Tắt luôn nha. Em biết rồi em được. Thì em mốt cái. Xin mời rồi, chúc mừng sinh nhật mỹ nhân. Cái keo ấy lông nách nó khá, còn có miếng dán kìa. Rồi ngồi bén tới.
cả nhà. Chiếc xe thôi, đơn giản, bạn bè trong nhà không. Gà, gà ơi. Mưa quá trời mưa luôn cả nhà. Cả nhà xem video đừng quên cho Út xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nè, để kênh của Út được ngày càng phát triển hơn. Đơn giản thôi cả nhà, chỉ có anh chị em trong nhà, mấy người không có mời khách thứ gì, tại vì sinh nhật này cũng tổ chức hàng năm. Mỹ Nhân đó, người gần bé Trâm đó là chị hai, bé Trâm thì thứ ba, chị này thì chị Phương Phương, còn người kế Mỹ Nhân á là Châu Văn Thiên là chồng của Mỹ Nhân, rồi người kế bên là em chồng của Mỹ Nhân thứ tám, chị tám. À mà quay cái này hát nó vô không con? Vô á. Vô bả là xin hát bản quay lên YouTube cho nó có like coi. Đặt tiền hát thử đó. Like gì? Like rồi được like á. Chứ có ý là để chút. Thời gian mình nữa. Bé Đạt giỡn quá, bé Đạt. Để nữa kìa. Trời trời. Xôi chưa lẩu xôi bỏ ấy vô. Cạnh tranh bên kia vậy. Bỏ vô được chứ hai. Bỏ vô đi xôi chưa? Bỏ từ từ, bỏ cá trước. Bỏ cá trước. Không mà, nếu mà con mà hát rồi cái là cô bỏ bắp vô luôn, bỏ bắp vô. Cô quay cái là con có một lại liền. Bỏ nước chút đi. Bỏ cá, bỏ bắp. Ê sao nghiêng vậy? Nghiêng đâu? Được rồi, được rồi. Nghiêng đi tại ừ. Cái nồi nó hơi ấy á. Nó nhỏ. Nhỏ. Mấy bữa nào mua cái xăng lẩu bự đó. Cái nước này nhiêu chắc đổ vô hết nước nhiều quá. Nhiều. Lấy cái tô ra múc. Đi lấy cái tô lại đi, lấy tô múc nước ra bỏ vô. Nó hơi nhỏ chút. Bên kia thì nó hơi bự. Rồi để bắp vô hết. Uống hai người. Rồi. Rồi hả? Thôi khỏi đâu lỡ, khỏi đâu vừa. Ờ để từ từ thì được rồi. Để cho nó sôi lên rồi hồi bỏ cá này vô thêm. Cá bỏ hết chưa? Bỏ cục cá này luôn đi. Ừ, cho nó chín chín luôn. Cái bệnh nhất lúc này cũng xả xong. Té không? Rồi. Đây, món đồ lòng bò nghe cả nhà. Cậu đồ lòng bò chưa chả. Rồi coi đây cho một like thôi. 1000 người á là 1000 like. Nói chung cái vụ này cũng là cái bộ rào quá trời rào quá ngon luôn, ngon rào ha, bắp chuối kìa, trời ơi đẹp như chủ vậy đó. Cái nhà lá dừa cái nhà ơi, trời trời không có nhiều lắm hết gà.